Điểm trường Bản Tèn và điểm trường Liên Phương là hai trong số những điểm trường khó khăn nhất của huyện Đồng Hỷ. Cả hai điểm trường có gần 400 học sinh mầm non và tiểu học, đều là dân tộc Mông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. So với trước kia, hiện nay các điểm trường đã được đầu tư phòng học khang trang. Ngoài ra các chính sách hỗ trợ cho học sinh người dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn theo nghị định 116 của chính phủ hay chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí học tập cũng được cải thiện, từ đó tăng tỷ lệ học sinh đến trường chất lượng giáo dục được cải thiện rõ rệt. Học ở đây thì th cháu được thầy cô dạy máy chiếu và dạy những môn khác và cháu rất là vui ạ. Em là một người phụ huynh ở trên này thì em cũng gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo cũng như đảng với nhà nước cũng đã quan tâm đến đồng bào của dân tộc Mông và cũng như điểm trường bản tiền này. Cùng với việc tập trung đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất chăm lo hỗ trợ cho học sinh và điểm trường, đến nay huyện Đồng Hỷ cũng đang tập trung đầu tư cơ sở vật chất để trường tiểu học số 2 Văn Lăng chuyển đổi sang mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú từ năm học tới. Theo đó, từ nguồn đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một nhà lớp học 2 tầng với 6 phòng học, nhà ở với 16 phòng và bếp ăn một chiều đang gấp rút được hoàn thiện sẽ đáp ứng nhu cầu ở bán trú của gần 120 học sinh. Nếu chuyển đổi được mô hình này sẽ giúp cho các em ở hai điểm trường là những em mà đi học xa trên 3 km thì sẽ về ăn ở tại trường. Riêng ở điểm Liên Phương thì các em học sinh lớp 4 lớp 5 là về trung tâm để học. Chuyển đổi mô hình thì giúp các em là tiếp cận với chương trình 2018, đặc biệt là đối với lớp 4 là các em học được các môn tin học và ngoại ngữ, nó đảm bảo thuận lợi hơn trong việc thực hiện chương trình. Về quan điểm của ngành thì cũng có những cái kế hoạch, những cái chương trình để đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị với các cái gói thiết bị như sở giáo dục cung cấp, ở huyện đồng hỷ cung cấp và cùng với lại cái nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất của chương trình mục tiêu quốc gia sẽ đảm bảo ví dụ như lớp học, các cái phòng chức năng, các cái đồ dùng trang thiết bị dạy học là khang trang và đầy đủ. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở các cấp học. Trong đó, phần đầu ít nhất 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại trường phổ thông dân tộc nội trú. Với sự đầu tư kịp thời cho các trường, điểm trường, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa phương và thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra.